Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý vị thân mến, trong cái video của ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn 5 con giáp được thần tài ban lộc, trúng quả đậm, tiền tỷ cầm tay. Bắt đầu từ tháng 3 năm 2020 trở đi, và đặc biệt là trong tháng 3 này thì số trời cũng đã định rồi, và đây là chính là những top con giáp may mắn sẽ có tháng 3 vượng phát chưa từng thấy, tài lộc mà họ thu được nhiều không đếm xuể. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những con giáp này. Thứ nhất là tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ là người tự tin và lạc quan trong cuộc sống, ý chí vươn lên, lối suy nghĩ tích cực. Cũng luôn mang đến cho con giáp này những cái may mắn hiếm khi mà thất bại. Tử vi dự báo là tháng 3 tới đây là cái thời điểm tuổi Tỵ sẽ thăng hoa trong cái sự nghiệp, khó ai có thể cạnh tranh, và bên cạnh đó thì tình duyên đôi lứa hoặc là cái tình cảm gia đình sẽ ngày càng được vun đắp. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì tuổi Tỵ sẽ tận hưởng được cái cuộc sống an nhàn, tốt đẹp và đầy đủ bắt đầu từ tháng 3 này. Thứ hai là tuổi Sửu. Những người tuổi Sửu thường có cái sự nhạy bén trong kinh doanh nhưng không khoa trương. Và bắt đầu từ tháng 3 năm 2020 này thì con giáp này được dự báo sẽ có sao may mắn chiếu mệnh. Và vào cái thời điểm đó, Sửu sẽ làm đâu chúng đó thăng hoa viên mãn. Tuổi Sửu sẽ xây dựng được cái sự nghiệp vững chắc, càng làm càng thành công, tình duyên nở hoa. Nếu biết tích lũy, Sửu sẽ có mọi thứ trong tay khiến ai cũng ngưỡng mộ. Và theo tử vi năm 2020 thì người tuổi Sửu vốn bản tính chịu thương chịu khó, luôn cống hiến hết mình cho sự nghiệp. Gặp khó khăn họ không than thở, và gặp áp lực họ sẽ nhẫn nhịn cắn răng vượt qua bằng được. Và trong cái năm Kỷ Hợi thì tài vận tuổi Sửu sẽ vô cùng tốt đẹp. Trong năm Kỷ Hợi thì tài vận của tuổi Sửu vô cùng lẹt đẹt, cố mãi cũng chẳng nên cơm cháo gì. Thế nhưng sang năm Canh Tý 2020 này thì mọi thứ sẽ trở nên khởi sắc hơn rất nhiều bắt đầu từ tháng 3 này trở đi. Con giáp thứ ba đấy là tuổi Mùi. Nổi tiếng là con giáp hiền lành, chân thành và khéo léo trong cư xử, nên Mùi được quý nhân thương yêu, bề trên nuông chiều. Hơn cả, dẫu bị người khác ganh ghét đố kỵ, dùng đủ mưu hèn kế bẩn để hãm hại Mùi, Mùi vẫn dùng sự tử tế để đáp trả. Vậy nên càng về hậu vận thì con giáp này càng may mắn, càng thêm phúc thêm lộc. Sang cái Canh Tý năm 2020, sách tử vi Canh Tý năm 2020 có nói thì từ tháng 3 trở đi, đời Mùi sẽ sang cái trang mới, chẳng những trở thành con giáp giàu có ngút trời mà Mùi còn có cái vận tình duyên đỏ như son, hạnh phúc ấm êm khiến ai cũng phải hởn. Và trời sinh những người tuổi Mùi chăm chỉ siêng năng, không ngừng cầu tiến để tìm các cơ hội xây dựng cuộc sống ấm no viên mãn. Trong số những con giáp thì tuổi Mùi là người sống thực tế nhất, họ luôn đặt công việc lên hàng đầu, và bản thân người tuổi Mùi luôn phải tự lực cánh sinh, tự lao động mới xây dựng được thành công. Tử vi học có nói là trong cái thời gian tới, bắt đầu từ tháng 3 trở đi thì những người tuổi Mùi được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng vào những cái tháng cuối năm thì lại thăng hoa bất ngờ. Đặc biệt là cái thời gian sắp tới thì người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều cái cơ hội tốt hơn để đổi đời. Và đến hết năm 2020 này thì tuổi Mùi nếu không thành rồng thành phượng, sự nghiệp vững chắc ổn định và tài vận ngày càng dồi dào. Và thứ tư đấy là tuổi Dần. Và theo tử vi năm 2020 thì Dần là con giáp mạnh mẽ, quyết đoán, tinh thần độc lập, tự chủ vô cùng. Dù xuất phát điểm khó khăn hay là thuận lợi thì Dần cũng không bao giờ dựa dẫm vào người khác, mà luôn tự lực vươn lên, làm nên cái thành tựu bằng chính cái đôi tay của mình. Và trong năm Canh Tý này, bắt đầu từ tháng 3 trở đi thì Dần sẽ đón nhận cái cơn mưa tài lộc không ngừng, được nhiều cát tinh chiếu rọi. Đặc biệt họ sẽ nhận được cái sự hậu thuẫn đắc lực từ bạn bè, đầu tư dễ trúng mánh lớn. Trong cái thời gian tới thì tuổi Dần sẽ được đồng nghiệp và cả đối tác ghi nhận được những cái cống hiến không ngừng nghỉ của tuổi Dần bấy lâu nay. Và tất nhiên chẳng ai ngoài Dần còn xứng đáng nhận được cái cơ hội thăng chức tăng lương
với số tiền thưởng tương đối lớn. Tử vi chỉ rõ là trong cái khoảng thời gian từ tháng 3 trở đi thì dần hãy cứ hết mình với công việc, cứ chân thành đối đãi với mọi người rồi dần sẽ nhận được trái ngọt, hưởng được nhiều thành quả trong công việc của mình. Và con giáp thứ tư, năm đấy là tuổi Thìn. Theo tử vi năm 2020 thì Thìn là con giáp mà ngoan cường, dám nghĩ dám làm, không bao giờ khuất phục, cúi đầu trước nghịch cảnh cuộc sống. Khi gặp trở ngại, dù khó khăn đến đâu thì họ cũng hoàn thành xuất sắc, không bao giờ để người khác coi thường. Và trong năm Canh Tý, mà đặc biệt là từ tháng 3 trở đi thì mọi nỗ lực của người tuổi Thìn sẽ được cấp trên ghi nhận, rất dễ có cơ hội thăng quan tiến chức, gia tăng bổng lộc, tiền dũng dính tiêu pha. Quý vị thân mến, như vậy là trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn là năm con giáp được thần tài ban lộc, trúng quả đậm, tiền tỷ cầm tay bắt đầu từ tháng 3 năm 2020 này. Đây là top con giáp mà rất may mắn có một cái tháng 3 vượng phát chưa từng thấy, số tài lộc mà họ thu được nhiều không đếm xuể. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Ly Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, an bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.